Xin chào cả nhà ơi. Đây, hôm nay là hai con gái về. Ba chị em đang ngồi chơi. Ông Kim thì đang chuẩn bị để nấu đồ, nấu món ăn. Hôm nay là mình ăn món cái này là chăm bông, mì chăm bông cả nhà. Hôm nay ba Bi tự nấu ở nhà. Chuẩn bị quá trời cái gia vị này. Ông Kim xin chào đi. Xin chào. Hôm nay chăm bông. Hôm nay mì chăm bông. Hôm nay mì chăm bông. Ừ. Ok. Mì chăm bông. Gia vị ba Bi để sẵn. Ở bên đây có thịt cu kiếp. Ừ. Ở bên đây có thịt heo nữa. Rồi ở đây là con này là con vẹm cả nhà. Con vẹm ha. Mực có hai loại mực, cái này là mực ống, còn cái này là mực bạch tuộc. Trời ơi. Rồi tôm. Tôm này mình lột sẵn mấy con rồi để nguyên mấy con, rồi với lại bào ngư, gao là có nấm mộc nhĩ nè, bắp cải, hành tây. Đúng rồi, hành tây, cái này là cà rốt. Đó, rồi để nấu cái món mì chăm bông Hàn Quốc. Mỗi lần ăn mình cũng hay mua về, thỉnh thoảng mới nấu thôi. Hôm nay là mình nấu ở nhà luôn. Tại mình thấy nấu ở nhà ngon hơn. Chuẩn bị một cái chảo hoành tráng luôn nè. Cái này là dầu ăn. Còn cái này là một cái loại dầu mà nó thơm cái mùi lửa cả nhà. Bỏ vô cho nó thơm. Tại mình nấu cái món này là nó phải khoảng phất cái mùi lửa ở ngoài. Tiệm bán thì người ta cái lửa nó mạnh á. Còn ở nhà là cái lửa mình nhẹ, mình cho nó vô cho nó ngon. Trước nhất là mình sấy tỏi ha. Tỏi mình sấy cho vàng thơm rồi á, mình bỏ thịt vô. Xào thịt cùng. Nêm gia vị mình có nước tương nè. Bỏ hết gao vô luôn. Gao là mình phải xào nha cả nhà. Nấu cái chăm bông là gao mình phải xào trước. Bột ớt. Mình cho hai loại bột ớt luôn. Một cái loại bột ớt cay, một cái loại bột ớt nó làm màu á, cho nó đẹp. Ăn chăm bông là cái màu nó phải đẹp, đỏ mới được. Bột tiêu. Đảo đều lên. Ồ. Ai. Cho vào một muỗng rượu. Cho nước vào nha. Cái bịch này là mình mua ở siêu thị nè. Bỏ cái bịch này vô, cái kiểu giống như là một cái gia vị niêm á, niêm chăm bông á, mình bỏ vô gì cho nó ngon, nó đậm đà hơn. Này nó có hai loại nè, một cái loại bột, còn cái loại này là loại nước sền sệt. Trộn đều lên nha. Nước sốt á, thì mình bỏ từng này thôi cho nó ra cái vị ngon của gao á, thì một chút nữa nó sôi lên á mình mới bỏ cái nước cho nhiều lên, cho nhiều vào, chứ bây giờ là bỏ nước ít thôi. Cái này là bột cái gia vị dầu hào. Nêm gia vị á, bột ngọt. Cái này là một cái loại bột nêm của xương gà. Nấu cái này là phải bỏ cái này vô nó mới ngon nha cả nhà. Nè. Cái cục này nè. Nước sôi quá trời rồi á, mình bắt đầu bỏ vẹm vô nha. Tại vì á mình phải nấu cho nó ra nước ngọt á. Với lại cái con mực ống mình phải cũng bỏ vô trước. Trời ơi, ổng khoe kìa cả nhà. Chút nữa
nó chín rồi nó mới xòe ra giữ. Nãy giờ ông đứng ông thái 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 tưởng đâu làm cái gì, ai ngờ đâu á thái còn mực. Đổ nước vô nhiều tại nhà đông mà, đông con mà mình phải nấu nhiều. À, quá trời ngon luôn. Một đôi khổng lồ luôn nè cả nhà. Ồ. Nóng nóng nóng, cứ câu cho xi mê. Quá trời nè. Ăn cái này một tô chứ ăn muốn ăn nữa là còn nữa, nó nhiều quá. Ô ô. Đó. Ngon quá, ăn cùng mình cả nhà ơi. Wow, đập. Chấm bốc hana tuột xô. Đã tuột xô. Chấm bốc. Ai ta? Đây rồi. Đi xô chi nữa? Chưa có. Anh nha nha. À, cái chấm bốc mạnh mình đề. Bị có không bị? Bị có bạn Hương không? Không thấy hả? Vậy mẹ cho cái này nha. Bốn chân hả? Thôi. Anh chị chị. Nè, nè mẹ cho nè. À, vậy mẹ cho con nè. Sao vậy? À, vậy mẹ ăn chưa? Ừ. Tết. Xin như con này đúng rồi. Đấy rồi. Bánh nè. Thế xin như chồng nè. Ừ, có ăn, có ăn. Xích tăng lắm. Xích tăng? Một tuần, xích tăng thật là xài được quá thế. Chắc bây giờ nè. Xích tăng chắc là ba bây giờ nấu. Chắc chắn mình. Mình rửa chén. Ăn chua chạy bàn. Ăn chim với bi thì tính tiền. Cứ tăng ha mẹ. Giờ vô đi. Macruxico. Chú bàn bố trồ. Shopping. Ăn cho shopping. Ăn chim đi đàn treo đi đàn kê sang. Ăn cái gì kiểu tên hắn nhưng mà người đàn. Tập hắn ăn nè. Shopping chú. Chào nên hô kẹt. Ô xe yô, ô xe yô. Nhưng đó là vậy sao biết nhỉ? Mình thấy sao vậy bây giờ? Cố lắm. Khai bài bơ hả? Đang bỏ đi gần kìa chi rồi bố được. Nhưng để phải xong chết kìa. À bảo tôi có cái nữa. Cứ thăm chân nghe có cái những lúc tùy xưa. Đang bỏ mình cho bạn đến đây. Bây giờ làm그 음식까지도 팔고 식당 아닌데? 어때? 해요 식당 아닌데? 식당 아닌데? 해요 이제 hôm nay em mở quán ăn đi. Mình ăn trưa xong rồi mình đi chợ. Chị nó thấy mẹ bạn bộ đồ thể thao màu trắng mà hôm bữa mình đi cắm trại á. Chị nói là mẹ đưa bộ này cho con mặc nè. Và đấy nhưng mà thì lên chứ. Hả? Ừ. Qua đâu rồi? Chị nhìn là mình mua rồi sao chứ mà chắc. Ai. Hả như không? Đi ra ra. Anh nhìn ở sao được. Đó luôn. Ăn chua chút. Sắm cho một đứa không có được, mua cho một đứa không có được, mua là phải mua hết vậy á. Có thích bộ đồ trắng của mình, bạn nói giờ mình nói để mình mua bộ khác cho. Rồi hôm nay là dẫn đi. Nhưng mà có mua gì cho là phải mua hết. Chứ đâu mua cho một đứa được. Mua cho đứa này đứa kia phân bì. Mẹ con mua cho nữa nè. Trời ơi trời. Nhưng mà con mẹ mua cho nó rồi mà. Ừ. Tao cũng sắp có. Hả nhận. Nè con đông nè. Dạ hồi con mua cho mẹ. Con muốn mua gì con? Còn một bộ mua mẹ đặt rồi á mà mẹ chưa. Con là không mua áo. Mua cái gì? Mua được trời. Ừ.
나 반팔 없어서 긴팔 입고 다녀야 돼. 모르잖아. 모짜미야. 모짜냐? 비 아직 이거 못 가지. 이거 먹어봐. 얘야. 올래요? 아니, 그거 아니야. 아니 괜찮아. 그다. 왜? 찬이가 싫어해요. 다 까는 걸 싫어해. 아니 이것도 까는 거 귀찮네. 엄마 먹어. 나는 벌어진 것도 벌어진 거 이 사이에 까는 거 싫어서 버리는데. 오 크다. 여봐. 야 매운 얼룩에 안 떠만. 맛도 귀찮다. 자 아까 짬 먹어 안 먹어? Rồi, hôm nay là ngày mình ăn hải sản. Ủa, ăn món ăn món hết thay rồi. Ông mặc cá cho cá. Ờ, tôi cho cái mắc kia bằng nhỉ. Trời ơi, nó là nó bé. Em bé. Thật sự là mình thấy con nít bây giờ nó không có giống như nít ngày xưa nè. Ông mặc cá cho cá. Ok, mẹ hả? Ta không mặc rồi đi. Ngày xưa là bạn tuổi này là mình biết nấu cơm, rửa rau, lặt rau này kia làm hết rồi. Chứ bây giờ cái tuổi này á, nó bằng tuổi này đâu biết làm gì đâu. Ăn còn phải mẹ con làm là cho. Con là không ăn, con là cho mẹ cái này. Không không, cái đó không gỡ được, con đừng có ấy. Nè, anh chưa vậy? Nè. Cái đây ông mang coi kìa. Nè, cái này không gỡ được, con chảy máu tay. Không. Mà cái mẹ, này. Mẹ làm. Bỏ ra. Nè. Bỏ ra. Cái đồng xích kết. Tại sao cá? Tôm. Cứ có một cái nhà. Được chưa? Ừ. Được chưa? Ừ, mà sẽ sợ. Nè. Có đúng không đấy? Mà sẽ sợ thì cơ, cứ nhà một rồi thì thế. Thế thì tôm mắt lúc kéo. Ai muốn lại? Mà chứ có à, nó kéo. Cái gột của bảo ngư á là ăn là tốt. Kéo. Dạ. Mình đi ra ngoài mình ăn người ta đâu có nấu cho mình bảo ngư bự vậy đâu. Cái bảo ngư không có. Rồi Bi nó có hiếu thì nó gỡ cho mẹ nó. Con này ăn bên. Cái này là cái chấm bông để răng đó. Coi. Múc đi con. Ăn bông. Ừ. Có ăn nè, cho ta đi. Em ơi. Đừng có gỡ nữa. Muốn chúng ta làm cái sợi dây ổ ra sao đây? Sát chuyện này tôi có nhiều hơn một thế. Tâm vừa sát. Sử dụng năng. Muốn chúng ta làm cái sợi dây ổ ra sao đây? Sát chuyện này tôi 이제 사투리 시작할 나이예요 저는. 어쩌면 mình sống ở đâu á thì mình dùng từ địa phương ở đó. 아. Sống ở miền Tây mà kêu nói không? Giọng Bắc nó nói được. Mẹ con mang nữa. Thế hiểu không? Mẹ con là ở đây con có tuổi lắm con ăn kem. Ăn kem hả? Dạ. Để ông chùa miệng cho ta đi rồi con ăn kem. Khô à? Ừ. Ừ, ăn đi. Ice cream chăng chí xích dao cái xin nhầm này. Ừ chưa? Ừ, bây giờ là tới mùa xuân rồi. Xuân nhưng mà bên năm nay là nó nóng sớm. Trời ấm sớm lắm. Cho nên bây giờ là phải bạn áo tay ngắn đi hết rồi nè cả nhà. Bây giờ thì bạn áo ngắn hoàn toàn gì thì ta chưa bạn, nhưng mà ngắn ngắn như mình gì nè là bạn rồi đó. Cho nên là nó không có áo. Phải dẫn đi mua áo. Nít mà mỗi năm nó thay đổi á, năm nay mua chứ sang năm mới mua nữa. Nó bị giống như nó lớn á, bằng không vừa. Giày dép cũng vậy, nó mỗi năm mới mua. Một năm mua mấy đôi luôn á. Nó mang bên đây, nó mang giày thể thao nhiều. Đi học cũng mang hàng ngày, bữa nhanh hư. Giống như nó, với lại nó bự lên, lớn lên, nó không mang không? Vừa. Ừ. Hả? Thôi mình có nhận sức tăng lâu hả mẹ đi ố. Ừ. Ở nhà mình nấu ngon không? Cái 더워지면 아빠가 힘들어. 안 더울 땐 괜찮은데. 나 베트남은 아무것도 못하고 맨날 누워있는 게 더워서 그렇거든. 자기 지금. 맞지. 아니 자기 지금. 근데 처음에 짜장면 만들어줬거든. 오 맛있다 맛있다 그러더니 한 이틀 지나서 짜장면 먹자. 그리고 뭐 해도 또 해줬어. 한 2, 3일 있다가 또 짜장면 먹자. 죽을 것 같아. 그러다 저 일주일에 한 5일을 먹을 것 같은 느낌이 들어. 헐. 엄마 원래 많이 먹어? 맛있으면 계속. 많이 먹어 아니고 맛있으면은 내 먹어도 되고 모레 먹어도 되고. 그러니까 나한테 그게 바로 탕이야.
Ờ, 맞아. 그거. 그거야. 매운탕도 어떡하면 매운탕 먹지? 나 엄마 다 먹었는데 심심해. 엄마가 해물 이건 안 매운탕 그거 좋아해. 미역이 날랑드냐? 응. 보통의 사람들은 매운탕을 해 먹고 난 다음에 먹는 음식이라고 생각하는데 그냥 아무 때나 먹어도 되는 음식. 맞아. 그 매운탕 맛있잖아. 응. 나는 각각은 별로 안 좋아해. 나 부대찌개 귀찮잖아. 이거 봐. 부대찌개. 매일 껌껌껌 너무 재밌어. 응. 재밌어서 매 꿈에 매져 껌껌. 다 좋아. 재밌어. 부대찌개. 나요. 껌. 도자리 껌. 나 너 이거 껌껌 매운 좀 매나 마나 나 나 태. 나 이거. 나는 조금만. 봐봐. 나는 조금. 다음 주에 부대찌개 줄게 하니까 이러고 있어. 부대찌개. 엄마 못돼지게 엄청 잘 들어. 미안. 진짜? 그래 그럼 나 그때 나중에 얻어 먹어도 돼? 아니 그, 우리 집. 아니 나도 얻어 먹을래 그냥. 끝까지 그렇게 해? 아우. 아우. 너 언제 눈빛 봐봐. 그럼 그렇지. 눈빛. Tại mình bận mình không nấu thôi, chứ không phải là không biết nấu. Tại bận giống như mình làm cái việc này, làm việc kia đó rồi. Rồi phụ giúp nhau nấu. Chứ đâu phải không biết nấu đâu, biết nấu hết. Nhưng mà mẹ mua cho đồ chơi con thiệt không? Mua cái gì? Mua đồ chơi. Mà mua cái gì mới được chứ? Nhưng mà mẹ mua cho không? Mắc tiền không mua. 아빠 엄마가 차는 장난감 사준대요. 왜 그래? 어버이날에. 어버이날에? 엄마가 오늘 응, 맞춰 놓고 맞춰 놓고 자자. 혼나 이런 ngày ngày cha mẹ lễ cha mẹ ở Hàn Quốc. 마 이거 다 먹고. 마 nó nói là kêu mẹ nó mua đồ chơi cho nó. Được rồi. Khoan nè, khoan. Cho cái đó đó hả, xe con chú đi. Xe con bẻ đi. Ai sẽ cứ đứng xa xa ra. Đứng xa xa ra. Đứng gần quá con chú đâu thấy. Rồi cái bè kia đâu, con biết cái gì tùm lum đó. Khoe coi. Đấy. Biết cái gì. Nói đàng hoàng, khoe đàng hoàng. Được thôi mà là lệch. Là cái đó là bi vẽ cái đó là đứng xa xa coi. Bi vẽ cái đó là tặng mẹ ngày ngày cha mẹ đó cả nhà, ngày cha mẹ Hàn Quốc ạ. Anh nè. Biết gì tùm lum hết trơn. Ờ. Đông chậu không? Đồ mà nè. 멋있게? 너무 적지? 너무 많아. 자꾸 많이 먹여라. 너무 많아요. 아니야. 너무 많아 못 먹어. 야 이거 봐 거봐. 저 다 못 먹어. 숟가락. 아니야 먹을 수 있어. 살쪄. 엄마 장난이잖아. 다 먹을 수 있어? 아니 그 조금만 내가 퍼서 갖고. 응. 너무 많아 다 못 먹어. 다 팠네. 어 됐어. 나. 아니 그. 안 해요. 모자랄 것 같지 지금. 아 됐어. 모자림도 주고. 안 해요, 안 돼. 형부 뭐? 모자랄 것 같지. 아니에요. 뭐야 말고요. 어. 자라 메고 줘 이거. 진짜 밥 믿고 줘. 밥 빨 듯해요. không nhìn nào ngoài con làm gì vậy? Con ngồi vậy sao là nè. 진짜 밥 믿고 줘. 밥 빨 듯해요. hôm nay nãy con ngồi trên family nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye. 언니 못 잘라요? 더 줄까요? 은주는 더 줄까? 아니요, 배불러요. 채원이는 밥 줄까? 아니요. 은주 요즘 많이 안 먹었어. 응.